Xin hỏi Vân một số cái câu hỏi sau khóa học Internet Marketing của thầy Lữ Đình Vân. Thì đầu tiên anh muốn hỏi câu hỏi đầu tiên đó là lý do vì sao Vân lại đến với khóa học này và tại sao lại biết được cái khóa học này để đến đây? Xin chào tất cả các bạn. Lý do của mình trước khi đến với khóa học Marketing của thầy Luân đó là mình cảm thấy rất là khó khăn trong cái việc điều hành kinh doanh. Và cái lượng khách hàng của mình cũng không biết nó về đâu. Cái việc kinh doanh của mình nó càng ngày càng trở nên bế tắc, nên là mình muốn đi tìm một cái mô hình để về quản lý lại cái mô hình kinh doanh của mình được tốt nhất và hiệu quả nhất. Câu hỏi thứ hai mà tôi muốn hỏi đó là tại sao Vân lại biết được cái khóa học này để tham gia trong cái hành trình 7 ngày liên tiếp cùng với thầy Lữ Đình Luân? Mình cũng rất là may mắn thì được biết đến khóa học của thầy Luân thông qua là những người bạn trong cái cộng đồng học tập của mình. Thì qua Internet và qua Facebook thì mình cũng biết đến thầy Luân với cái mô hình ma trận marketing. Trước khi đến đây thì mình cũng rất là tò mò, không biết là mình liệu mình có học được hay không, hoặc là thầy có giúp được mình trong cái việc thay đổi và phát triển cái mô hình kinh doanh của mình hay không. Thì ngay ngày đầu tiên mình đến thì mình cũng đã nhận được ra cái sứ mệnh của mình và mình cần phải thay đổi cái gì cho mô hình của mình được tốt lên. Thì đến ngày thứ 3, thứ 4 thì mình thấy được là cái mô hình của mình nó gặp quá nhiều vấn đề. Và thầy đã chỉ ra cho mình được là mình cần phải làm gì và thay đổi như thế nào. Và kết thúc 7 ngày học ở đây thì mình nhận được quá nhiều giá trị. Và mình cần phải thay đổi cái mô hình kinh doanh của mình theo cái mô hình mới thầy đã dạy. Cái câu hỏi thứ 3 tôi muốn hỏi đó là sau cái khóa học này nhận được những cái giá trị trong cái lớp học của thầy Lữ Đình Luân thì Vân sẽ áp dụng cái kiến thức mà mình học được để áp dụng vào công việc kinh doanh của mình như thế nào? Cái việc đầu tiên mình áp dụng cho cái doanh nghiệp của mình đó là mình sẽ đóng gói lại. Bởi vì cái mô hình cũ của mình nó là đang hoạt động bằng cơm và bằng rất là nhiều sức người, ví dụ như là kho tàng, bến bãi, con người. Thật sự là cái đội ngũ sale của mình nó lên đến 40-50 người, nhưng cái hiệu quả kinh doanh của mình không có. Bởi vì nó vào rất nhiều chi phí như kho tàng, bến bãi, rồi con người, rồi kế toán, vận hành, mọi thứ rất là vất vả. Thì khi đến gặp được thầy thì mình cảm thấy là mình không cần phải quá nhiều con người như vậy. Mình có thể sử dụng được cái mô hình của thầy bằng cái đế chế kinh doanh một người. Mình có thể một mình vẫn có thể kinh doanh được, chứ không nhất thiết là cần phải cái mô hình quá cồng kềnh ở ngoài kia. Mình rất là cảm ơn thầy. Vâng, chúc mừng Vân với những cái kiến thức mà học được từ thầy Lữ Đình Luân. Vậy thì sau cái khóa học này thì em đã nhận được rất là nhiều giá trị rồi. Thì em muốn nói với những người khán giả ngoài kia, những người đang theo dõi thầy Lữ Đình Luân cũng như là những người theo dõi em, những cái lời nhắn gửi như thế nào đến với khán giả của em cũng như là thầy Lữ Đình Luân. Xin mời Vân. Em thì thấy rất là may mắn vì mình được gặp thầy và được ở trong cái khóa học này ngày hôm nay, và là những người mà được thầy cốt trong 7 ngày liền. Và cái giá trị em nhận lại nó rất là lớn, nên em cũng muốn lan tỏa đến tất cả những cái bạn mà đang gặp phải những cái mô hình kinh doanh nó cồng kềnh, phức tạp và nó không có lợi nhuận ở ngoài kia, sẽ gặp được thầy và được thầy dẫn dắt để mà mình có thể kinh doanh một cách gọn gàng và theo một cái mô hình là kinh doanh số để đạt được cái kết quả kinh doanh tốt nhất và đi xa nhất có thể. Cảm ơn mọi người.